Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, con có vài câu hỏi, mong Thầy giải đáp giúp con. Chúng con ở quê làm nương, làm rẫy, phải gom các lá cây đốt cho sạch sẽ, thì trong đó có rất là nhiều kiến, chúng hay tụ lại rất nhiều. Vậy Thầy cho con hỏi, nếu đốt lá như vậy, vô tình làm kiến chết thì con có tội hay không? Dạ, vấn đề nữa đó là khi làm rẫy như vậy, kiến bu vào người, vào chân con phủi nhẹ thì kiến không đi hết, còn phủi mạnh thì nó chết. Như vậy con có tội hay không thưa Thầy? Dạ, câu hỏi thứ hai, con là chủ gia đình, con cái dẫn khách về và dặn con giết gà để đãi khách, con không từ chối được, con xin hỏi Thầy, vậy con có tội hay không? Mô Phật. Hỏi này á, nhiều Phật tử hỏi rồi. Con làm vườn, trồng lúa, trồng rau, có nhiều sâu. Bây giờ con không giết sâu á, thì con giết con. Tại vì không giết sâu thì con chết đói, có phải con chết không? À, còn giết nó, vậy là bây giờ một là sâu chết, hai là con chết, thấy không? Mà bây giờ á, xịt nó thì con là Phật tử rồi, và con xịt thuốc sâu, rồi nó chết. Con cảm thấy con có tội, thấy không? Mà con không xịt nó, thì rau nó hư, thì con chết đói, nhà con chết đói, khổ vậy đó. Rồi cũng như cô ở đây á, có những cái con kiến nó bu lại dưới đống lá và có tội hay không? Giờ thầy nói cái gốc của vấn đề trước ở đây nè. Cái nghề của mình làm á, có những cái nghề nó sinh ra cái phước, có những cái nghề nó sinh ra cái tội, thấy không? Ví dụ như quý vị làm bác sĩ, quý vị chữa bệnh cho bệnh nhân, mà quý vị chữa đúng lương tâm, đạo đức, y đức, nghề nghiệp, cái phước rất là lớn. Quý vị làm thầy cô giáo, quý vị hướng dẫn con chữ, dạy đạo đức, dạy nghề cho một người nào đó, cái phước rất lớn. Đúng y đức, đúng đạo đức, nghề nghiệp nha, rất lớn. Còn cái người đó mà làm sai bởi cái nghề đó thì mình không nói. Nhưng mà có những cái nghề, ví dụ như là cái nghề đồ tể, người ta có đi ăn trộm không? Không. Người ta cũng phải bỏ mồ hôi ra, công sức ra, người ta làm người ta mới có tiền. Nhưng mà lãnh tiền rồi lãnh thêm cái gì? Lãnh thêm cái tội, lãnh thêm cái nghiệp. Người ta đâu có đi ăn trộm ăn cắp đâu. Vì mình thấy rõ ràng có những cái nghề nó sinh ra cái tội, có những cái nghề nó sinh ra cái phước. Người con Phật của mình phải xác định ở cái điểm này, mình phải ráng cố gắng để chọn cái nghề mà nó sinh phước chứ đừng sinh tội. Tại vì sao? Tại vì cái nghề nó đi theo với mình cả một cuộc đời. Tại vì mình là người cư sĩ là thế nào mình cũng phải làm cái nghề gì đó. Ngay cả ngày xưa người vui vui người ta nói ăn trộm cũng phải là cái nghề nữa đó. Ăn trộm cũng là cái nghề, nhưng mà nghề sao? Nghề xấu thôi, đó là mà cũng cái nghề. Vậy thì mình phải sắp xếp làm sao mình chọn cái nghề gì mà nó sinh phước á. Mình đã xác định mình chọn cái nghề mà sinh tội rồi, cứ lãnh lương là lãnh tội nha. Còn cái nghề mà sinh phước là lãnh lương, lãnh thêm phước. Vậy thì cả một cuộc đời của mình vừa làm vừa lãnh lương vừa lãnh phước, thích không? Phải chọn như vậy. Nhưng mà khổ nỗi cuộc đời á, đâu phải cái điều mình muốn là nó được đâu. Cái người mà có phước thì mình có thể chọn được nhiều nghề. Cũng như hồi nãy thầy nói cái ông đó, ông có phước, ông chết, ông được chư thiên xuống đón và có nhiều xe, không đi xe này đi xe kia. Còn mình á, địa ngục, địa ngạ quỷ, súc sanh chờ mình, không có được lửa cái xe nào hết trơn. Quay lại làm người còn chưa được, huống chi mà đòi lên cõi trời, phải không? Cho nên lúc đó chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là bắt mình phải đi xuống đó thôi. Cái nghiệp nó bắt mình phải đi xuống đó. Còn ông này ông có phước cho nên ông được quyền lựa xe ông đi. Vậy thì mình thấy khác nhau ở cái chỗ là ông này không có phước cho nên ông được quyền lựa xe. Ông này không có phước, đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắt buộc phải đi xuống đó. Thì cũng vậy, quay lại cái nghề, mình mà có nhiều phước á, mình có quyền mình chọn nhiều nghề. Nghề này tôi không chọn thì tôi chọn nghề khác. Nghề này có tội ha, tôi chọn nghề có phước. Nghề này có phước nhỏ ha, tôi chọn cái nghề có phước lớn hơn. Tức là cái người đó có quyền để mà chọn được nhiều cái nghề. Nhưng mà có những người không có phước, mình chọn được có hai nghề rồi. Nghề này có tội, nghề kia cũng có tội luôn. Cuối cùng chọn được có hai nghề mà nghề này cũng có tội. Thì lúc đó mình chọn cái nghề có tội ít, thấy không? Cái nghề kia cũng có tội nhiều, nghề này có tội ít, cả hai cũng có tội. Nhưng mà bây giờ mình không có lựa chọn nào hết, thì mình chọn cái nghề có tội ít hơn. Ít thôi nhưng mà vẫn có tội, thấy không? Vậy thì bây giờ cuộc sống quý vị thấy, cái người có phước mình được chọn nhiều nghề lắm, không có phước không được chọn nghề đâu. Bây giờ sau khi đã chọn cái nghề rồi, cái cách mình làm cái nghề đó nó sinh phước sinh tội nữa. Có nhiều người hỏi thầy thế này,
Nhà con có chuột, nó vào, nó ăn đồ trong nhà. Nếu mà không giết nó thì ảnh hưởng bệnh, thấy không? Còn giết nó bây giờ mang tội. Bây giờ câu hỏi đặt ra nè, mình sẽ không có đặt trường hợp là có nên giết nó hay không, với điều kiện gì? Xung quanh nhà quý vị dọn dẹp cho sạch sẽ, chuột có đâu có chỗ nó ở đâu thì nó đâu có chạy vô. Nó không có chạy vô thì mình có hỏi là có nên giết hay không, thấy chưa? À, thì lúc đó nó đâu có vô ở đâu, sao mà giết nữa. Rồi bây giờ đặt câu hỏi là, thưa thầy, nhà con á muỗi nó vô nhiều quá, bây giờ con không xịt giết nó thì nó cắn con sốt rét, mà con xịt nó chết rồi con nghĩ con mang tội. Thì bây giờ tốt nhất quý vị dọn dẹp xung quanh cho nó sạch thì muỗi nó ít bay vô. Còn bất đắc dĩ nữa, không nữa quý vị, mấy cái cửa chính đó quý vị làm cửa lưới, muỗi nó không bay vô, thì nó không bay vô thì quý vị có cần đặt cái câu hỏi là giết hay không, đúng chưa? Tại sao mình lại đặt cái trường hợp của mình vô khó như vậy? Rồi quay lại cái trường hợp của cô ở đây, quay lại cái trường hợp của một cái người làm lúa đi. Bây giờ nếu mà khuyên, mà cái lời khuyên gốc nhất thì thầy sẽ khuyên là nếu mình đổi nghề được mà xin phước thì mình đổi. Nhưng có nhiều người nói dạ nghề này nghề gia truyền rồi, mà con đổi nghề chắc con chết đói luôn á. Thôi cuối cùng còn có nghề phải làm thôi. Vậy thì buộc mình phải giết, rõ ràng giết là có tội không? Là có tội, xác định cứ giết là có tội đi cái đã. Nhưng mà vấn đề tội nặng hay nhẹ ở chỗ này nè. Quý vị đang ngồi đây, có con muỗi nó bay gần quý vị, quý vị thấy nó bay bay, quý vị tức quá, quý vị nó này hồi nãy mới cắn tao nè, đập nó một cái, tức quá đập một cái, có tội không? Có tội à. Còn bây giờ quý vị cũng thấy con muỗi nó chích nha, mà quý vị đang ngồi ngứa quá, quý vị phản xạ, quý vị đập nó một cái nó cũng chết luôn, có tội không? Cái tội mà vô tình đập nó nhẹ hơn là cái tội cố tình đập. Nhẹ hơn thôi nha, chứ không phải là không có. Rồi sao? Rồi bây giờ mình quay lại cái chuyện cái người đó, giờ phải xịt thuốc thôi cho mấy con sâu nó chết. Nhưng mà bây giờ mình xịt có tội quá, mà không xịt thì bây giờ mình chết, cuối cùng cũng xịt. Mà trước khi xịt á, trì chú đại bi, trì chú vãng sanh, vào cá, vào nước rồi xịt. Vậy thì xịt mấy con kiến nó chết không? Con sâu nó chết không? Chết. Có tội không? Có tội luôn. Nhưng mà nó làm sao? Nó nhẹ hơn thôi. Hiểu chưa? Nó nhẹ hơn thôi. Nhưng mà thầy khuyên cái góc nhất, mình làm cái gì tốt nhất để đừng giết nó. Nhưng mà bây giờ một số trường hợp là không có sự lựa chọn thì phải xịt thôi. Nhưng mà xịt thì nhớ trì chú, nhớ niệm Phật cho nó. Và đặc biệt là đừng khởi ý, cố ý giết nó, thì tội cũng có mà nó nhẹ hơn. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp đó, giữa tội nặng và tội nhẹ, quý vị chọn cái nào? Chọn cái tội nhẹ chứ. Còn muốn không tội thì sao? Không tội thì đừng làm đó nữa, chọn nghề khác. Mà muốn chọn nghề khác phải có phước nữa đó chưa. Rồi bây giờ quay lại cái chuyện mấy con kiến gì của cô đốt rác đó. Bây giờ cô đặt trường hợp, cô có thể làm cách nào tốt hơn không để đừng giết nó? Bằng cách nào? Mà có, ví dụ như trước khi mình đốt á, mình có thể là mình xịt cái gì vô đó cho một cái mùi gì đó cho nó sợ, nó bay đi, nó chạy đi, rồi mình đốt. Hoặc là mình quét ra làm sao đó, hoặc là mình làm cách nào đó để nó có thể đi rồi mình mới đốt. Mà diễn nhiên quý vị đốt rồi cũng có vài con ở đó à, cũng tội thôi. Nhưng mà sao? Nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn. Đó, vậy thì quý vị thấy cho cuộc sống mình mà không thể nào quý vị làm trọn vẹn được đâu. Đơn giản bây giờ thầy ngồi đây thầy uống ly nước nè. Ly nước này muốn uống được phải nấu lên. Nấu lên có vi khuẩn nó chết trong này không? Có, thầy mang tội chưa? Cho nên thầy nói hàng ngày mình mang tội nhiều lắm vậy. Quý vị đi nè, vì đâu có cố ý giết con kiến đâu. Mấy vị có đạp trúng con kiến không? Đạp quá chừng mình đâu có biết đâu. Cũng có tội nhưng mà nó nhẹ hơn, tại vì mình không cố ý. Cho nên ở cái trường hợp này á, thì thầy khuyến khích cô là nếu bắt buộc phải đốt thì cô nên cười cô đốt thôi. Còn nếu nè hạn chế không đốt được bao nhiêu càng tốt. Cho nên trong giới luật nhà Phật á, quý vị biết có những khi là quý thầy là không được bẻ một cái cành lá luôn đó, không được nhổ một cọng cỏ luôn đó. Đó, cho nên quý vị thấy chưa, ở cái mức tương đối nào đó thì quý vị phải đốt thì quý vị phải đốt thôi. Nhưng mà thầy khuyến khích nếu phải đốt thì làm sao ở đó nó có thể ít kiến nhất rồi mình hãy đốt cho bớt tội lại chút. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai. Con mình á bây giờ nè, nói má ơi con có khách con giết gà. Giết gà có tội không? Có tội. Thầy nói 50 năm nữa mình chết. Cái tội đó mình mang hay con mình mang? Mình mang.
con mình nó nói má ơi lúc trước con đãi khách, bây giờ má có tội rồi, con nhảy xuống con chịu phụ má, nó có chịu phụ không? Mới tuần trước, lần trước thầy giảng bài gì? Đường sinh tử hồn ai nấy giữ, nhớ chưa? Lên đên trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cha mình, mẹ mình, con mình, vợ mình, chồng mình thương mình cỡ nào thì thương, nhưng cái lúc mà sinh tử mà đi rồi đó, không có ai mà đi chung với quý vị lúc đó đâu. Một mình đi với cái tội cái phước của mình. Mình thương người thân của mình thương bằng cách khác, chứ không phải vì thương người thân của mình mà mình tạo tội, nhớ không? Thương thì thương bằng cách khác, chứ không thể thương người đó mà mình tạo tội, là thật ra mình đang giết chính mình đó. Cho nên thầy thấy có những người cha người mẹ thương con lắm, làm cả một cuộc đời điều ác luôn để cho con mình nó tốt, rồi cuối cùng người cha người mẹ khổ. Trong khi cái đứa con, có một số đứa mà nó biết á, nó lo cho cha mẹ không nói, có một số đứa nó sau khi nó đủ lông đủ cánh nó bay, cha mẹ khổ cả đời. Thế giờ rồi tạo những ác nghiệp vì đứa con nữa. Cho nên thầy khuyến khích quý Phật tử, đứa con mà nó nói có khách có gì, nếu mà mình phải giết, đi ra mua con gà chết về giết, tốt. Còn không á thì sao? Đãi chay luôn. Bây giờ con nó giận phải không? Con nói nè, má lâu lâu con mới có khách, mà bây giờ má không giết gà đãi giùm con. Bây giờ mình nói nè, con có thương má không? Con có thương mẹ không? Bây giờ con muốn mẹ có tội hay là con muốn mẹ có phước? Bây giờ con muốn mẹ có tội thì mẹ sẽ đi giết con gà. Mà con là con mà con muốn mẹ có tội hả? Vậy con có thương mẹ nữa không? Cái cách mình nói, mẹ đi học Phật Pháp mẹ biết giết là có tội rồi, bây giờ con muốn mẹ có tội phải không? Thì mẹ sẽ giết cho con. Mà khi mình nói ra như vậy, nó sẽ biết rằng là giết nó có tội thì nó sẽ không ép mình nữa. Còn đôi lúc nó giận mình á, bây giờ ngay cả nó giận mình luôn, quý vị sẽ làm cách nào đó, quý vị từ từ quý vị nói cho nó nghe. Chứ đâu phải mình nói là bây giờ con có giận cái thôi mình vô mình giết hả? Mà cái này thầy thấy nhiều nơi, thương mà là thương hại á, thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau, là ở cái chỗ này nè. Thương hại người thân của mình vừa mất, có khách tới thăm, khách tới thắp nhang, giết gà, giết heo, giết vịt, giết quá trời luôn, rồi đãi khách. Trong khi mình đang cần giúp cho cái thần thức của cái người mất đó yên tĩnh, để người ta niệm Phật, để người ta có phước, người ta tái sanh về cảnh giới tốt. Chưa thấy phước đâu mà giết quá trời, con thấy tổn mớ phước rồi. Còn nhiều khi có những đứa con nó thương cha thương mẹ quá, nó mướn người về khóc mướn. Trời ơi sao mẹ chết, mẹ ơi, khóc gọi là khóc luôn, khóc quá chừng. Trong khi cái giờ phút đó càng yên để mà lo niệm Phật, với cái khóc đó, cái nước mắt đó làm cho cái người chết đó ái vợ, ái chồng, ái con, ái cái, ái cha, ái mẹ, rồi cuối cùng lanh quanh trong nhà luôn. Và có những đứa con sau khi cha mẹ nó mất, mướn người về hát ầm ầm là thấy chết, mà giống như là đám cưới vậy đó. Rồi sao người ta yên, người ta niệm Phật được? Cho nên cái chuyện mà quý vị mất á, biết không, sau này mình có mất, cái việc làm càng đơn giản càng tốt. Nó liên quan đến Phật Pháp, càng nhẹ nhàng càng đơn giản, vừa đỡ tổn phước, vừa đỡ ồn ào nữa. Cái thân mình bữa nào vài ngày sau nó còn có nhúm nhỏ nhỏ ở đâu biết không? Trong hũ cốt á đó. Tương lai của mình ai cũng lên đó nằm có một cục vậy đó. Thì lo mà tranh thủ làm phước đi, thấy chưa? Cho nên đó, với cái điều đó mình nói với con mình đó là mẹ biết cái này có tội, mẹ không có làm. Con thương mẹ đó, thì con đừng có bắt mẹ làm. Còn nếu á, mà con thích lắm á, mà giờ chưa nhắm, chưa nói được đứa con nghe, thì đi ra mua gà mà gà chết về làm. Thầy khuyến khích quý vị ăn chay trường. Quý vị không ăn chay trường được thì quý vị ăn chay ngày, thấy không? 10 ngày, 20 ngày, hoặc là ăn chay kỳ 14, 15, 30, mùng 1 hay sao đó. Còn nếu không ăn chay được thì quý vị ăn chay một ngày thôi. Không ăn chay ngày được nữa thì quý vị ăn chay bữa, ăn buổi sáng, buổi chiều, buổi tối gì đó, tùy. Còn không được nữa thì ăn chay đụng, đụng đâu ăn đó, đỡ được bữa nào hay bữa đó, còn đỡ hơn đúng không? À, giờ thầy nói quý vị ăn đúng thì một tháng 30 ngày, cứ một ngày quý vị ăn 3 bữa, vậy là một tháng quý vị ăn 90 bữa ăn chay. Bây giờ mình ăn không được 10 ngày, không được 5 ngày thì mình ăn một ngày, ngày 3 bữa, ăn không được thì ăn một bữa. Mà trong một tháng đó ăn bữa nào cũng được trong 30 ngày. Nhưng mà thầy vẫn khuyến khích là ăn chay trường được thì ăn. Nghĩa là đỡ tội được bao nhiêu thì đỡ, đúng không? Mình là phàm phu, mình nhiều tội lắm, mình đỡ được một chút tội bao nhiêu thì mình ráng tranh thủ liền. Mà bòn được chút phước bao nhiêu là tranh thủ bòn phước liền, thấy không? Rồi thôi thầy cảm ơn cô, nghe có hiểu chưa? Chính thầy đại đức giảng sư hôm nay thì con nghe thầy giảng rất là hay, ở tất cả đạo tràng chúng con
con cũng có hai câu hỏi thì con xin thầy giảng cho đạo tràng chúng con biết ạ. Câu thứ nhất là thật vậy là ai tu thì người đấy hưởng, nhưng mà các cụ xưa thì thường lại có câu là cha mẹ hiền lành ăn ở hiền lành thì để phước cho con ạ. Con xin thầy giảng chúng con là rồi, cảm ơn cô. Cô hỏi câu rất là hay. Mà nếu mình không biết á, mình sẽ nghĩ là mâu thuẫn đó nha. Câu thứ nhất là ai tu nấy hưởng, nói cho đủ là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng, phải không? Còn lại có một câu nữa là cha mẹ tu hành để đức cho con. Thế câu đầu tiên là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng mà, có nghĩa là mạnh ai tu được hưởng. Mà câu sau thì nói cha mẹ tu con hưởng, phải không? Thấy mâu thuẫn không? À, cái này á, vì phải hiểu thế này nè. Có những cái câu, phải không, đang đứng ở khía cạnh nào mà nói, mình hiểu cái này thì mình không thấy cái gì mâu thuẫn hết trơn á. Bây giờ thầy sẽ phân tích, quý vị sẽ hiểu này. Đầu tiên nói ở cái khía cạnh ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng á, là để nhắc nhở mình cái gì? Nhắc nhở mình á là chuyện người ta, để người ta để người ta lo, mình đừng có xen vô nhiều, phải không? Quan trọng là quý vị lo cho cái phước báu, lo cho con đường của mình đi. Ví dụ như bây giờ người đó làm điều ác, mình thấy người đó ác, mình tức quá, mình nhảy vô, mình chửi, mình mắng, mình la, cuối cùng mình có ác theo không? Mình có tội luôn không? Có tội. Vậy thì lúc đó khuyên cái câu nè: thôi con, ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng con. Cái vị đó người ta làm điều tốt, người ta hưởng. Cái vị đó làm điều xấu, người ta chịu. Con có nhảy vô con chịu đâu, phải không? Nhưng mà con cãi, con hơn thua với người đó, con nhảy vô con chịu cái ác chung rồi đó. Tức là nói cái câu này để nhắc nhở chính mình phải cố gắng trong cái đường luân hồi sanh tử này, trong cuộc đời này. Mình làm phước, mình hưởng nha. Không có ai nhảy vô hưởng được đâu. Quý vị á, có tiền, quý vị có thể bị người ta lấy được không? Được không? Được. Nhưng quý vị có phước, có ai lấy được của quý vị không? Người ta hay không? Thấy chưa? Có tiền người ta có thể lấy, có thể lừa, có thể trộm, có thể nước trôi, có thể lửa cháy được. Nhưng mà quý vị có phước, không ai lấy của mình được hết. Và thì nói ở khía cạnh này, ông bà mình khuyên á, con phải thương chính mình, ráng cố gắng làm phước, ráng cố gắng tu tập. Ai ăn nấy no, con làm phước, con hưởng cái phước đó, không ai lấy được của con đâu. Và khuyến khích mình á, thôi nhiều cái chuyện điều xấu của người khác, mình khuyến khích người ta được thì khuyến khích người ta bỏ. Còn khuyến khích không được thì thôi đừng giận hờn, bực bội rồi nhảy vô đó rồi con chịu tội luôn đó. Rồi ngay cả khi mà bây giờ con tu á, con đạt được cái gì, người ta đâu có lấy được của con đâu. Con có phước người ta lấy không được, con đạt cái sự bình an người ta lấy không được. Ngay cả khi mà con tạo cái tội gì đó, người ta có lấy được nhảy vô chịu phụ con không? Không. Như nãy thầy nói đó, thấy không? Người mẹ cứ sát sanh hoài lo cho con mình, sau này cái quả báo đó, con mình nó có thương mình cỡ nào nữa, nó đâu có nhảy vô. Nó nói má ơi má, má chia 5 phần đau khổ cho con đi, con chịu giùm 5 phần cho, có được không? Không. Thấy không? Vậy thì cái câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng, nhắc mình rằng cái phước là mình làm, mình hưởng. Cái tội mình làm, mình chịu, phải không? Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy chịu. Nhắc tự mình phải cố gắng lên. Người thân thương của mình thương mình lắm thì cũng sao, yểm trợ cho mình phần nào thôi, cái chính là do mình hết. Nhắc mình câu đó. Còn cái câu thứ hai, mình cảm giác mâu thuẫn nè. Cha mẹ tu hành để đức cho con, hoặc là cái câu quý vị hay nghe nè là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Vừa tức thì nói cái câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng, mà sao bây giờ lại nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lúc này mình phải hiểu là đứng ở một khía cạnh khác để khuyên. Bây giờ nói cái câu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hay là cha mẹ tu hành để đức cho con. Cái chuyện mà một đứa con á, nó vào nó làm con của một người cha người mẹ nào đó, theo quý vị có phải tự nhiên không? Phải không? Không có phải tự nhiên đâu nha. Thường á, cái đứa con đó nó cũng có nhân duyên gì với cha mẹ nó, và nó quay lại ở trong cái môi trường đó làm con của người cha người mẹ. Và bây giờ mình nhìn đời thường, nếu như cha mẹ trong cái nhà đó có ăn học, có đạo đức, giáo dục con rất tốt, thì có phải sau này cái đứa con nó bị ảnh hưởng cái đó không? Đúng không? Đặc biệt là người mẹ trong khoảng thời gian mang thai và khoảng thời gian còn trẻ của đứa nhỏ đó, chăm sóc nó cho kỹ, sau này nó rất là ngoan, đa phần sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên rõ ràng mình thấy chưa, đời cha ăn mặn, đời con khát nước,
cha mẹ mà làm điều xấu, bây giờ đứa con nó sinh ra cha mẹ bài bạc, rượu chè, ma túy, cãi nhau cả ngày như cái địa ngục. Đứa bé nó sinh ra từ đó, nó lớn lên mười mấy tuổi, từ nhỏ nó đã biết hơn thua trộm cắp bài bạc rượu chè từ nhỏ rồi. Có phải là cha mẹ ảnh hưởng không? Ảnh hưởng. Còn cha mẹ đạo đức, ngoan hiền, trí tuệ, hiền lành, từ nhỏ đã dạy đứa con như vậy rồi là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái điều tốt đẹp của cha mẹ. Vậy thì mình phải nhìn cái khía cạnh. Hồi nãy là nói ở cái câu đầu là nói ở khía cạnh biệt nghiệp, là anh làm anh chịu, chị làm chị chịu, phước anh chị hưởng. Còn ở cái này mình nói ở cái khía cạnh cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là cái nghiệp chung. Ở trong một cái gia đình, người cha mà tốt, người con sẽ ảnh hưởng. Người mẹ mà tốt, người con sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì mình nhìn khía cạnh đời cha ăn mặn đời con khát nước, tức là cha mẹ mà tốt, con sẽ bị ảnh hưởng. Còn cha mẹ mà xấu, con cũng bị ảnh hưởng luôn, là đang đứng ở cái khía cạnh cộng nghiệp. Giống như hồi nãy thầy nói đó, buồn nó có buồn lây không? Buồn lây. Giận có giận lây không? Giận lây. Như hồi nãy thầy nói quý vị mặc cái áo lam, quý vị ra chợ, quý vị mua cá mà người ta cân thiếu, phải không? Bắt đầu quý vị cãi với cái người đó, người ta thấy quý vị mặc áo lam, người ta giận quý vị, giận luôn những Phật tử xung quanh mặc áo lam, giận luôn quý vị ở chùa nào, giận cái chùa đó luôn. Còn xa hơn nữa, người ta giận quý thầy quý cô luôn, xa hơn nữa giận Phật luôn. Giận lây mà. Thì cũng vậy đó, ở trong một cái ngôi nhà, người cha người mẹ tốt ảnh hưởng lại đứa con, cộng nghiệp. Người xưa nói cái câu đó là đời cha ăn mặn đời con khát nước, hoặc là người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để dành cháu con. Tức là con mình là gì? Con là sự tiếp nối của cha mẹ. Mà cha mẹ mà đạo đức á, thì thường cái đứa con nó sẽ tiếp nối cái điều đó. Nó rất là đặc biệt. Con là sự tiếp nối cha mẹ mà. Thì khi mà cha mẹ có đạo đức, thường cái đứa con, mình đang nói ở cái mặt tương đối và số đông, cha mẹ mà tốt mà giáo dục đứa con cho đàng hoàng, đứa con nó sẽ ảnh hưởng. Và có thể nói là cha mẹ là người gì? Mở đường, chỉ lối, sắp xếp tương lai cho đứa con. Khi mà đứa con còn nhỏ, khi mà nó lớn rồi, nó đủ trưởng thành, nó đủ nhận thức và nó có thể tự đi trên bước chân của nó rồi, thì lúc đó nó có thể tự lập được, tự làm được. Nhưng mà mình phải nhìn cái phía sau nè, cái tư tưởng của nó, cái hành động của nó, cái việc làm, cái tương lai của nó vẫn ảnh hưởng bởi cha mẹ nó. Ngay cả khi cái đứa con gái đó nó lớn lên, nó lấy chồng đi nữa, nó sẽ thương cái người con trai nào có dáng dấp hình ảnh tính tình giống cha nó. Okay. Có 5 anh con trai, có 3 anh con trai, phải không? Mình sẽ chọn cái anh nào có cái tính giống cha mình đó, có mái tóc giống cha, có nụ cười giống cha, có bước đi giống cha, tại vì mình rất thương cha mình. Mà cái hình ảnh của cái anh đó có hình ảnh của cha mình trong đó, vì thấy chưa? Người cha ảnh hưởng đến đứa con như vậy luôn. Rồi nếu mà một anh đó lấy vợ, 3 cô gái để anh chọn, anh sẽ chọn cái cô gái có cái mái tóc giống mẹ anh á, có cặp mắt á, có nụ cười, có cái lỗ tai gì đó, thoáng thoáng giống mẹ, mà đặc biệt có cái tính tình giống mẹ anh. Anh thương mẹ ở cái chỗ hy sinh, vất vả, lo cho con, biết chịu đựng, rất là hiền lành. Cô gái đó có những cái đức tính đó, mà anh thích cái đức tính này, mà anh thương mẹ anh ở những đức tính đó, anh chọn cô gái đó. Hay chưa? Cho nên á, mình ngồi đây nè, suy nghĩ của mình, đời sống của mình ảnh hưởng nơi cha mẹ mình rất nhiều. Và ở khía cạnh này thì mình nói cái chung là cái gì? Là cha mẹ ảnh hưởng đến cho con. Mình hiểu cái câu là đời cha ăn mặn đời con khát nước là như vậy. Còn nếu cha mẹ làm cái điều ác, đứa con nó chịu không? Cha mẹ làm điều ác, ví dụ như là bây giờ thầy nói nha, cha mẹ giết người, đứa con nó có phải vô tù, nó chịu tội không? Không. Mình không có nghĩ cái câu là đời cha ăn mặn đời con khát nước có nghĩa là cha mẹ giết người thì đứa con nó chịu tội. Không phải như vậy. Mà mình phải hiểu như thế này: cha mẹ giết người thì phía sau đó có phải đứa con nó mồ côi không? Tuy nó có cha có mẹ nhưng mà nó sống không có được cha mẹ nó lo. Thì một đứa bé mà không được cha mẹ lo, không được cha mẹ dạy dỗ, mà nó sống trong một cái môi trường không có người lo cho nó như vậy, thì có phải là nó dễ sinh vào cái điều xấu không? Đó, mình phải hiểu là khát nước là ở chỗ đó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, giữ gìn, hướng dẫn cho. Đứa nhỏ này không được ai hướng dẫn, tự nó dấn thân vào đời, tự nó đi bán từng tờ vé số, tự nó phải hơn thua với đời. Mười mấy tuổi thôi nó biết trộm cắp, hơn thua, đánh nhau rồi. Thì khát nước là ở chỗ đó đó. Hoặc là bây giờ cha mẹ nó, mẹ thì bài bạc, cha thì nhậu nhẹt, về tới nhà là quýnh nhau. Không biết từ lúc nào á, nó ghiền bài,
không biết từ lúc nào nó nghiện rượu rồi đó, nó khát nước là khát ở chỗ đó đó, thấy chưa? Nên quý vị thấy á, mình là cha là mẹ ảnh hưởng con mình rất nhiều, có thể nói là cái đường đi nước bước của đứa con mình á là mình lập ra cho nó rất nhiều. Dĩ nhiên á, mình phải nhìn một số trường hợp, có những đứa con mình thấy như thế này nè, cha làm thầy, con sao? Con đốt sách phải không? Cha mẹ rất đạo đức, đứa con nó quậy kinh khủng lắm. Nhưng có những cái trường hợp cha mẹ thì không có đạo đức, quậy phá, nhưng cái đứa con nó lại rất là ngoan. Thì đây là một số trường hợp cá biệt thôi, phải không? Nhưng đa phần mình thấy là đa phần cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Đó, cô hiểu chưa? Nó không có mâu thuẫn gì hết, chẳng qua mình nhìn ở một khía cạnh nghiệp, biệt nghiệp và cộng nghiệp thôi nha. Mô Phật cảm ơn cô. Thầy được biết là các bạn chúng ta giữ khóa tu này từ 18 tuổi đến 22 tuổi. Như vậy thì cộng trung bình thì bạn nào cũng là 20 tuổi. Và đề tài của bài pháp là nói với tuổi 20. Thầy năm nay là còn vài tháng nữa là 60 tuổi. Như vậy một cái người 60 tuổi mà nói với 20 tuổi, hình như là thầy thấy nó không thích hợp. Chỉ có người 20 tuổi nói với người 20 tuổi thì nó mới cùng một tần số rung động. Do đó nếu có điều gì đó mà nó không thích hợp thì các bạn chúng ta cũng xin bỏ qua cho, đồng ý nhé. Những lời chia sẻ của thầy như những quà tặng tinh thần. Nếu món quà nào các bạn nhận được thích hợp thì chúng ta nhận. Còn những món quà nào thầy tặng mà các bạn cảm thấy không thích hợp thì gửi lại cho thầy để thầy đi tặng những chỗ khác. Nói với tuổi 20, tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Do đó thầy xin cầu chúc cho các bạn được xinh đẹp. Không những bây giờ mà từ đây đến khi chết đều xinh đẹp. Và xinh đẹp như hoa hồng, và ai cũng thích hoa hồng. Và xin cầu chúc cho các bạn được thành công trong việc học, việc làm, cũng như được hạnh phúc, được bình an và đầy đủ trí tuệ. Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Bắt đầu chúng ta đi vào cuộc đời bằng tuổi 20. Và đẹp hơn nữa là tuổi 20 này lại có tu hành, có tham dự khóa tu tại chùa Hoằng Pháp này. Thưa các bạn, trong kinh Phật dạy rằng có bốn điều mà chúng ta không được xem thường, hay nói cách khác là vô cùng quan trọng. Đó là gì? Đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa, con rắn con bỗng hóa đại bàng, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Như vậy có bốn điều không được xem thường, đó là đốm lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ và tuổi nhỏ. Các bạn là một trong bốn điều không được xem thường. Nói tuổi 20 tức là chúng ta phải nhìn lại chúng ta, và chúng ta quan trọng như là ba điều kia. Như một hoàng tử nhỏ, như một đốm lửa nhỏ hoặc con rắn nhỏ, và chúng ta là tuổi trẻ. Hồi xưa Thái tử Siddhartha khi còn là nhỏ thì Ngài đã ngồi thiền nhập định. Các bạn là những người nhỏ tuổi ngồi thiền niệm Phật tu hành chắc chắn sẽ được nhiều sự an lành, hạnh phúc, may mắn. Chúng ta gọi là khóa tu mùa hè. Do đó trong bài nói chuyện với tuổi 20 này, thầy xin được nhấn mạnh cái chữ
tu. Các bạn đến đây là các bạn tham dự khóa tu hay là đi chơi? Trả lời cho thầy nghe đi. Như vậy mình phải xác định cái lập trường của mình là đến đây để tu. Và thầy cũng chúc mừng các bạn là đến đây để tu. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ, một đời vô đạo, vạn đời sầu. Đức Phật dạy rằng là sanh làm người là khó, được làm người là khó, sống lâu, được nghe pháp là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Kỳ chăng ma cha ma kỳ chăng ma nu sa pa ti la phăng kỳ chăng ma cha na chi vi tăng kỳ chăng sa tham sa va năng kỳ cho bu tha năng upa đô. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Và các bạn là những người có phước báo vô lượng vô biên, bởi vì chúng ta được sanh làm người và tới giờ này chưa chết. Có nhiều bạn bè chúng ta đã chết rồi, đúng không? Chúng ta còn sống. Tại sao mình đi đường gặp đám ma là hên và gặp đám cưới là xui? Tại sao? Gặp đám ma là hên tại vì cái người chết không phải mình. Cái người nằm trong quan tài là người khác, không phải mình. Gặp đám cưới là xui tại vì cô dâu chú rể cũng không phải mình. Đây là từ điển tra ngược. Từ điển tra ngược nó tra như vậy đó. Còn tra xui là cái khác nữa. Thầy chỉ nói từ điển tra ngược thôi. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ, chứ tu đây. Thứ nhất là thầy sẽ nói về chữ tu. Cái câu nào mà có chữ tu thì thầy sẽ đưa ra đây thầy nói trước. Còn câu nào mà không có chữ tu mà nó có ý nghĩa tu thì thầy sẽ nói sau. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ, mà các bạn lại có tu. Và đặc biệt là giữ khóa tu mùa hè 2017. Cho nên mình không khổ. Yo cho va sa tăng chi quê du si lo a sa ma hi to e ca hằng chi vi tăng say yo si la văn ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Các bạn là những người trong ngày hôm nay và trong tuần này, những người có giới hạnh trong sạch và những người có thiền định, sống một ngày bằng 100 năm và sống 7 ngày bằng 700 năm. Chúc mừng các bạn. Hạnh phúc chúng ta đang ở trong tầm tay chúng ta. Chúng ta không được buông ra. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay. Chúng ta có 7 ngày thanh bình, chúng ta giữ nó. Đây là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không được buông ra. Chúng ta chỉ được quyền buông cái người yêu phản bội với ta mà thôi. Còn hạnh phúc Phật Pháp thì chúng ta phải giữ lại. Một đời vô đạo vạn đời sầu. Một đời mà không có đạo Pháp thì vạn đời, tức là 10.000 kiếp nữa chúng ta sẽ đau khổ. Trong kinh dạy rằng người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò. Sau khi chết, người mà được sanh vào nhàn cảnh thì chỉ bằng hai cái sừng con bò, và cái người mà đọa vào các tầng khổ đau là bằng số lông con bò. Đó là tài liệu bậc một, tài liệu gốc. Đức Phật nói như vậy. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn đã chọn cửa thiền thanh tịnh. Trong khi đó đường thế mịt mù thì trăm năm đầy tội. Và chúng ta
phát tâm chọn cái cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Mặc dầu chúng ta chỉ chọn có 7 ngày thôi, sau này đây là một cái duyên lành rất lớn, để chúng ta sẽ chọn 70 ngày, 700 ngày, 7.000 ngày như tuổi 20 của thầy đã chọn. Thầy làm Phật tử đi chùa từ nhỏ, nhưng mà khi thầy chọn con đường này thì lúc đó thầy 16 tuổi. Thầy là một học sinh học lớp 8 mà chọn con đường này để đi. Và đến bây giờ nửa đường chưa gãy gánh. Nếu như ở bên Thái Lan thì các bạn chúng ta sẽ được làm sư trong 7 ngày. Làm sư tạm trong 7 ngày. Trên mạng có một cái clip vua Phumibol Adulyadej đã từ trần rồi. Hình ảnh một nhà sư lúc đó hình như là khoảng chừng 40 tuổi mang bình trì bình khất thực ở trên đường phố của Bangkok, Thái Lan. Và những người thần dân của ông vua này là những người Phật tử, họ mang cơm, chuối, bánh họ đến họ cúng dường cho ông vua Thái Lan đó. Trên mạng nó đang phổ biến một cái clip như vậy, rất là xúc động. Những người Phật tử Thái Lan trong cuộc đời của họ, họ sẽ tập làm sư trong khoảng chừng một tuần lễ, hoặc là 3 tháng, hoặc là 1 năm, hoặc 3 năm, vân vân. Có khi họ đi cả đời. Tuổi 20 của thầy đã chọn con đường là đi với Phật và áo cà sa đi. Tuổi 20 của các bạn đã chọn con đường là mặc áo tràng. Và 7 ngày này các bạn mặc áo tràng. Áo tràng này là em ruột của áo cà sa. Đọc theo thầy. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng. Đi với bồ mặc áo đầm. Nên các bạn đã chọn cái áo tràng là em ruột áo cà sa để mặc trong một tuần lễ này. Thầy xin chúc mừng một lần nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn, ở ống thì dài, sớm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Nên một đời, một kiếp mà không tu muôn kiếp khổ. Các bạn là những người có tu, cho nên các bạn không khổ. Thấy người nào cũng tươi rói. Và những người nào mà chưa đẹp thì giữ khóa tu này rồi cũng đẹp. Vì cái nết đến chết cái đẹp. Những người giữ khóa tu này có duyên. Sống mà vô duyên á thì nó vô duyên dữ lắm. Đúng không? Mà sống mà có duyên á thì nó may mắn dữ lắm. Người ta nói rằng thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên rồi bị khùng. Cho các bạn là những người có duyên. Thầy ước rằng thầy sẽ trở lại tuổi 20, nhưng mà cái điều này không thể xảy ra. Các bạn có nhiều thời gian để làm nên những điều kỳ diệu sắp tới, nếu các bạn có ý chí, có quyết tâm. Còn nếu các bạn sống qua ngày chờ qua đời thì thầy xin bó tay chấm cơm. Nếu các bạn muốn làm những điều kỳ diệu thì chúng ta phải hạ quyết tâm. Sau khóa tu này chúng ta về, chúng ta lên một kế hoạch học hành hay làm việc, và cái công việc nào phải theo đuổi 10 năm, 20 năm thì các bạn mới thành công được. Thầy đi tu từ năm học lớp 8 mà thầy cũng lúc đó 10 tuổi thầy trẻ, cho nên thầy nó học lớp 8 mà 16 tuổi. Và thầy cũng lên một cái kế hoạch là thầy phải học hết lớp 12, rồi phải tìm cách học hết đại học, rồi tìm cách học tới cao học, thạc sĩ, rồi tìm cách học tới tiến sĩ. Mình phải lên một cái kế hoạch như vậy thì mình mới thực hiện được, mới thành công được. Cho nên các bạn ở đây một tuần lễ bình tâm lại mà suy nghĩ, thiết kế một cái chương trình tu học làm việc của mình, để sau 20 năm nữa
chúng ta đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Có thể thầy bây giờ thầy có tiền, thầy có điều kiện, có thể thầy nói người ta sẽ cho thầy tiền mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Các bạn không có tiền nhưng mà các bạn có thời gian. Xin chúc mừng những người không có tiền mà có thời gian. Và xin chia buồn những người có tiền nhiều, mua nhiều đồng hồ nhưng mà không có thời gian. Cái hạnh phúc của các bạn đang có mà nhiều khi mình không thấy. Hôm nay thầy chỉ làm một công việc là thầy chỉ cho các bạn thấy mình đang có cái gì, cái thế mạnh của mình là cái gì. Còn nếu các bạn đốt thời gian này vào cái sự hoang phí thì vô bổ và vô ích. Các bạn giữ khóa tu này để mục đích để gặp gỡ các sư thầy, những người đã đi qua một chặng đường dài, và những người này họ sẽ tư vấn cho chúng ta. Chúng ta cần phải làm gì? Tuy nhiên, mỗi bạn chúng ta phải tự mình đi bằng hai bàn chân của mình, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình làm thầy của mình, tự mình làm hải đảo nương nhờ chính mình. Chúng ta có nhiều tiền, mua nhiều đồng hồ nhưng mà không mua được thời gian. Chúng ta có nhiều tiền, chúng ta mua được nhiều thuốc nhưng mà chúng ta không mua được sức khỏe. Các bạn có sức khỏe. Tuổi của thầy và các thầy cùng thế hệ với thầy, sức khỏe nó đã hao mòn rồi. Còn các bạn có sức khỏe. Mặc dù thầy biết rằng trong hội trường này và những hội trường lân cận ở đây có nhiều bạn sức khỏe bây giờ cũng không có. Và nhiều bạn suy nghĩ trước khi nhắm mắt vào để tu một khóa, rồi nhắm mắt rồi cũng yên tâm. Còn những bạn nào mà có sức khỏe thì thầy cũng xin nhiệt liệt và chúc mừng. Cho nên các bạn có thời gian, có sức khỏe, có lý tưởng, có tình yêu. Những thứ này thế hệ của các thầy đây không có. Thời gian không có, sức khỏe không có. Bây giờ mình nói lý tưởng, mình thiết lập lý tưởng thì nói về lý tưởng tâm linh thì nó có, nhưng mà cái lý tưởng về trong cuộc đời ngắn ngủi 60 năm này nó không có nữa. Cái đây 40 năm thì thầy có thể thiết lập lý tưởng, nhưng bây giờ thì thầy không thể thiết lập lý tưởng theo kiểu bình thường được. Bình thường được. Nhưng mà lý tưởng của các thầy đây là giải thoát, là thành Phật, nó là một chuyện khác nữa. Rồi tình yêu thì những người lớn tuổi như các thầy đây thì tình yêu bây giờ cũng xếp hồ sơ hết rồi, đúng không? Chỉ có những người khùng khùng thì mới 60-70 tuổi mà vẫn còn đi yêu. Còn các bạn là có tình yêu, có lý tưởng, có thời gian, có sức khỏe. Các bạn ngồi đây, thầy nói, các bạn cười. Đây là hạnh phúc. Có nhiều bạn không có nụ cười đó. Thầy thấy có nhiều bạn 12 giờ đêm ra đứng cười của mình 12 giờ trưa đứng cười của mình. Tại các bạn đó yêu một cách cuồng dại, rồi bị người yêu bỏ đi, rồi thất tình, 12 giờ đêm đứng cười của mình, thành kính phân u. Người ta nói mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt. Ông bà mình nói một nụ cười bằng 18 thuốc bổ, đúng không? Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Còn cái trường hợp mà bạn kia 12 giờ đêm đứng cười mình á, là cười không đúng chỗ, lỗ 10 thang. Tại là cái lộ trình của các bạn nó đi không đúng, gọi là xe lửa mà trạc đường rầy. Cho nên 12 giờ đêm cười của mình thôi. Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Bạn nào mà có cái tính tình phức tạp á, nó mệt dữ lắm. Và nó có tính tình suy diễn á, nó càng mệt hơn nữa. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt. Các bạn đến đây là cái tâm các bạn thoải mái, mát mẻ. Nhất là giảng đường này có máy lạnh nữa. Thầy đi ra ngoài Quảng Nam, thầy giảng cho khoảng 1.000 người mà không có giảng đường. Người ta mướn rạp, cái rạp mà rạp đám cưới á, rồi ta mời thầy lên giảng.
Thầy vừa giảng mà mày phải vừa chống chọi với cái nóng, mà cái người nghe cũng vừa nghe mà vừa chống chọi với cái nóng, cho nó chi hết 50%. Còn các bạn chúng ta có phước, toàn là con ông cháu cha cho nên đến đây ngồi để nghe trong cái giảng đường này. Người có phước nó khác, còn người mà thiếu phước nó khác. Và chúng ta cần cái phước, tất cả chúng ta đều cần cái phước báo. Các bạn nhớ vậy đó. Mỗi người chúng ta đi vào cuộc đời này đều cần cái phước báo. Mình ngồi một giảng đường mà mát mẻ thế này là mình có phước. Cái tâm nó quan trọng dữ lắm. Tâm can mệt mới là mệt, thể xác mệt không phải mệt. Chuyện Kiều Nguyễn Du có nói rằng là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Mỗi người chúng ta đều có cái tâm, nhưng chúng ta không thấy. Hôm nay thầy muốn chỉ cho các bạn chúng ta có cái tâm, và phải giữ cái tâm đó cho nó an lạc. Đây là khóa tu mùa hè. Tu, thầy muốn chia sẻ cho các bạn cái chữ tu này. Tu là gì? Người ta sửa xe người ta gọi là gì? Đại tu hoặc tiểu tu hoặc trung tu. Còn nếu sửa chùa người ta gọi là gì? Trùng tu. Còn các bạn đến đây là gì? Đi tu. Đi tu. Đi tu là gì? Đi sửa. Mà tại sao sửa? Tại nó hư. Đúng không? Đúng vậy không? Nó hư thì mình mới sửa. Chứ nó không hư sửa làm chi? Các bạn có hư không? Giỏi. Tu là gì? Tu là trong Phật học giáo khoa thư chữ Hán, người ta dạy rằng tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Tại đề nghị ngắn gọn rồi thôi. Tu là gì? Tu hành giả tu cải hành vi. Tu hành giả tu tức là sửa, tu cải là sửa đổi, biến cải. Hành vi là hành động, đi đứng nằm ngồi. Cái hành động của mình, cái hành vi của mình, cái thân khẩu ý của mình, cái lời nói của mình, cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của mình phải thay đổi. Và thầy tin chắc rằng sau khóa tu này các bạn về nhà đi vào xã hội, các bạn có sự thay đổi. Đó là tu rồi. Tu cải hành vi, xả ác thủ thiện. Xả là bỏ. Xả là bỏ. Từ bi hỷ xả là gì? Là từ bi hỷ xả. Xả tức là bỏ. Xả ác là bỏ điều ác. Thủ thiện là nắm giữ. Thủ là nắm giữ, chấp thủ, nắm giữ cái điều thiện. Ly tục tùng đạo giả. Ly là xa lìa, tục là thế tục, tùng là theo, đạo là đạo, đạo giả. Các bạn ở đây 7 ngày ly tục tùng đạo giả, bỏ cái thế tục mà tùng theo cái đạo, đúng không? Các bạn ở đây 7 ngày là theo cái đạo và bỏ cái thế tục đi. Bỏ đi rồi, nhưng mà sau 7 ngày rồi tính sao? Đúng không? Nhưng trong 7 ngày này thì các bạn là cái người mà gọi là ly tục tùng đạo giả, là bỏ cái thế tục mà tùng theo cái đạo. Mà thầy nói rồi, một ngày mà tu được bằng 100 năm, 7 ngày là 700 năm. Đúng không? Ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh. Đó. Cho nên các bạn nhớ, còn lại những ngày nữa, tiếp theo nữa thì các bạn nhớ đi chậm, nói khẽ, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh, thì lúc đó mình thỏa mãn được yêu cầu tu hành rồi. Nếu tuổi trẻ mà chúng ta không biết tu thì chúng ta không có tích lũy được phước báo. Và thời gian trôi qua, chúng ta không tạo được cái phước lành cho chính mình. Và trong kinh Đức Phật ngày cũng dạy rằng người trẻ mà không biết tu về già thiếu phước, giống như cái cung mà nó gãy không thể bắn được. Người trẻ mà không biết tu về già không có phước báo, giống như con cò bên cái ao mà không có gì ăn. Trẻ không sớm biết tu hành,
không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trông về dĩ vãng khổ sầu thở than. Các bạn là những người tuổi trẻ mà tích lũy được công đức phước báo, cho nên ông bà nói rằng có đức bật sức mà ăn, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Và câu kinh này Đức Phật này dạy trong kinh Pháp Cú 155 và 156, nói về cái người trẻ mà không biết tu thì về già không có phước báo. Sau này các bạn có già không? Bây giờ các bạn già chưa? Chưa già thì thầy sẽ nói, nếu các bạn nào nói già rồi thì thầy xin chúc mừng. Các bạn nào nói chưa già thì thầy xin chia buồn. Nếu các bạn không tin là mình già rồi thì sao khó tu, về nhà lấy tấm hình mình lúc mình chụp 5-6 tuổi với cái hình bây giờ, hình nào già hơn? Già chưa? Nhưng mà nếu như các bạn nói các bạn chưa già thì già chục năm nữa các bạn cũng già. Rồi nếu mình nói chưa già nhưng mà mấy chục năm sau mình sẽ già, nhưng mà thầy nói các bạn là mình già rồi. Còn nếu các bạn là chưa chịu thì thầy cũng xin chấp nhận là bây giờ các bạn 20 tuổi thì thầy xin báo tin cho các bạn là 60 năm nữa các bạn sẽ già. Và nghe cái bài này, thầy đọc nhanh thôi, bài này mang tên là Bà Già Lên Facebook. Lên face những chuyện gần xa biết liền, nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Ói âm mấy đứa hại bà, lại đăng hình ảnh bà già lên face. Không đăng ảnh chụp mới đây, mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Vào face mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chat luôn với mình. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào face chat cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thật ra răng rụng hết rồi con ơi. Anh thích đôi mắt bồ câu, thật ra thì đã nát nhào chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là hoa khôi. 80 năm trước là bà này là 98 tuổi. Xin chia buồn với cái thằng cho choi đó. Cái thằng này là 18 tuổi đi chat với một bà 98 tuổi, và cái hình của bà thì là 18 tuổi. Một cái hình thật, một cái người thật là 18 tuổi đi chat cho một cái hình là 18 tuổi, mà cái hình 18 tuổi đó người thật là 98 tuổi đó. Như vậy cái hình này là trẻ, nhưng mà người thật là già đó. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Bà chat là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần là anh cảm thấy đời cần có em. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào. Bà già 98 tuổi mà tên nghe đẹp quá ha. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phone sao.
xứ Nghệ An. Nó say mình thật rồi sao? Thế thì cho nó nóc ao nhớ đời. Có tìm khắp cả đất trời, mộng đào không thấy trên đời đâu nha. Cháu ơi mau mở face ra, gỡ mộng đào xuống không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thật trình hình không yêu. Thầy đưa cái bài này ra đây mục đích là cái gì? Các bạn chúng ta 18, 20 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, 15 tuổi say sưa với cái mạng ảo và có ngày sẽ mất mạng. Và thầy không cần nói nhiều, các bạn chỉ cần lên mạng là thấy ngay. Cũng vì cái mạng xã hội mà nhiều cái rủi ro xảy ra. Mà nếu mình bỏ rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian để mình tập trung vào cái đó thì nó không thực. Cái đây khoảng hơn 2 tháng thầy có đi qua Đài Loan, lên xe điện, đi điện từ ở Cao Hùng đi lên Đài Bắc, là từ miền Nam đi lên miền Bắc. Mình lên xe điện mình nhìn ai cũng cầm một cái máy điện thoại, bấm 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 bấm. Rồi là xe điện ngừng, họ đi xuống, họ cũng đi, họ cũng bấm 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 bấm. Rồi mình đi mình thấy ra phi trường, người ta cũng chăm bẩm vô cái điện thoại. Rồi là đi bến xe cũng vậy. Cho nên các bạn chúng ta phải xác định lại, nếu cần thiết cái gì đó thì cũng cần, nhưng mà không thì phải bỏ, phải buông. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Còn nếu mình dính mắc vào nó, bị ràng buộc với nó thì mình mất thì giờ với nó, và mình không thiết lập được cái lý tưởng của mình, mình không đạt được cái yêu cầu của mình, cái cuộc đời của mình. Qua bài này thầy cũng muốn nói thêm là cái già và cái bệnh nó sòng sọc nó đến với chúng ta, và chúng ta phải cảnh giác, cũng như phải biết rõ. Thầy xin hỏi các bạn là Thái tử Siddhartha khi đi ra bốn cửa thành gặp cái gì? Lúc đó Thái tử là tuổi trẻ chứ, 29 tuổi là tuổi trẻ, hơn các bạn là 8-9 tuổi thôi, đúng không? Ra bốn cửa thành gặp cái gì? Gặp một người già, gặp một người bệnh, gặp một người chết, gặp người ngồi thiền. Gặp một người ngồi thiền. Hồi nãy thầy rất là vui, thầy thấy gần cả ngàn người ngồi thiền ở đây. Trong khi đó Thái tử Siddhartha chỉ gặp một người ngồi thiền là ngài đã phát tâm để tu rồi và ngài thành Phật. Thầy gặp 1.000 người ngồi thiền mà thầy chưa thành Phật. Cho nên gặp cái người già để mình tu mình thành Phật, gặp cái người bệnh để mình tu mình thành Phật, gặp một người chết để mình tu mình thành Phật, gặp một người ngồi thiền để mình phát tâm mình tu mình thành Phật. Phải cảm ơn cái người già đó, người bệnh đó, người chết đó và cái người ngồi thiền đó. Hồi nãy thầy hỏi về các bạn già chưa? Rồi hỏi câu hỏi tiếp theo, các bạn chết chưa? Nếu các bạn không tin rằng các bạn chưa chết thì về lấy tấm hình hồi xưa mà lúc mình 1-2 tuổi đó với cái hình bây giờ đó, cái hình hồi xưa còn không? Không. Hình hồi xưa chết chưa? À, bạn nào nói rồi là thầy xin chúc mừng đó. Mỗi ngày như vậy, các nhà khoa học có nói là hàng triệu tế bào sanh ra và hàng triệu tế bào diệt đi. Ánh sáng này nó không phải một, mà ánh sáng này nó ra là nó mất đi, ánh sáng mới nó xuất hiện, và ánh sáng cũ nó chết rồi. Cái tâm của mình ngày hôm qua chết rồi, cái sắc pháp của mình ngày hôm qua cũng chết rồi, cái suy nghĩ của mình ngày hôm qua cũng chết rồi. Và cái chết ở đây theo hiểu theo nghĩa là cái chết của các pháp hữu vi, hay là cái chết của các hiện tượng sự vật mà nó diễn ra rồi nó chết đi rồi cái mới nó xuất hiện, chứ không phải chỉ là nói cái chết theo cái nghĩa là một đời người, một rừng cây một đời người, không phải vậy. Mà cái chết đây tức là từng sát na mình đã chết rồi. Như vậy thầy cho, nếu bạn nào mà thấy được cái già, rồi thấy được cái bệnh, rồi thấy được cái chết, thì các bạn đó dễ tu, tu dễ hơn, đúng không? Đi đường gặp đám ma là hên, là tại sao? Tại vì người ta nhắc mình tu,
thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Cho nên mình thấy cái chết để mình tu, mà tu là cội phúc. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Mà người nào thấy được cái già, cái bệnh và cái chết, người đã giác ngộ, giải thoát. Người nào thấy được cái già, cái bệnh, cái chết thì người đó mới từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà người nào từ bỏ tham sân si thì người đó được giải thoát phiền não. Mà người nào được từ bỏ tham sân si, người đó có niết bàn. Niết bàn năng paramang xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Bạn nào mà không có tham sân si thì bạn đó có niết bàn. Niết bàn từng phần rồi cuối cùng các bạn sẽ có niết bàn toàn phần. Trong một tuần lễ các bạn ở đây, các bạn có tham sân si không? So với trước đây thì nhiều ít, ít hơn. Tức là ta đạt được cái niết bàn từng phần, cái tham sân si mà ta diệt tận từng phần các bạn giữ khó tu. Trong lúc này giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình có tu thì tự nhiên mình không có phiền não. Mình có phiền não tức là mình không có tu. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường. Trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại. Đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau. Đừng gây thêm thù hận, cái gì là vô tận. Trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Tại sao thầy nói cái già và cái chết? Tại vì nói cái già và cái chết để mình tu. Tu thì mình có phước báo, mà chúng ta cần phước báo cho chúng ta cần tu. Các bạn đến đây vì chùa pháp hay là vì chính mình? Vì chính mình. Chùa pháp chỉ là cái người phục vụ chúng ta thôi. Còn cái mục đích chúng ta đến đây là vì chính mình, vì sự an lạc của chính mình, vì sự tu hành của chính mình. Vì khéo tu nổi dũng tu chìm. Và những người mà phục vụ ở đây, họ cũng tu cái pháp phục vụ, họ cũng vì chính họ, vì chính những người đây, chính họ. Thầy đến đây thầy giảng cho các bạn nghe cũng vì chính thầy chứ không phải vì các bạn. Vì thầy, thầy muốn đến đây thầy tạo công đức, phước báo. Các bạn đến đây ngồi nghe thì cũng vì các bạn chứ không phải vì thầy, đúng không? Rồi chùa này mở ra khóa tu thì những người ở đây họ phục vụ cho chúng ta, họ cũng vì họ, họ muốn tạo cái phước báo. Các bạn đến đây tu, các bạn cũng vì các bạn. Và tất cả chúng ta đều tìm phước báo. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường. Khi mình nghĩ được vậy mình tu được, phải không? Hồi nãy thầy hỏi các bạn câu rồi, là mình già chưa? Già rồi. Chết chưa? Rồi. Nếu như các bạn nói được câu đó thì thầy sẽ tặng cho các bạn cái bài này. Bài này mang tên là Chết chết chết, chết đến rồi. Thầy chỉ đọc diễn cảm thôi. Đây là một bài hát, mình đọc diễn cảm thôi. Thầy cũng được quyền hát. Rồi các bạn không còn vỗ tay. Cái yêu cầu của thầy là nghe cái lời, không cần vỗ tay theo. Vỗ tay theo nó mất cái lời đi, uổng lắm. Nghe thầy đọc nha. Thầy nói khó xin yên lặng nha. Khó xin. Rồi. Chết 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 đến rồi. Chết 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 đến rồi. Chết 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 đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Thầy hỏi các bạn một câu này, hồi xưa Đức Phật ngài hỏi một cái người Phật tử. Vì lúc bấy giờ có một bà Phật tử, bà có đứa con duy nhất và con bà chết. Đức Phật mới bảo rằng để tìm cái nhà nào xin ít hụt cải về đây thì Đức Phật ngài sẽ cứu sống con của bà vậy. Nhưng mà với điều kiện trong nhà nào không có ai chết đó mới được. Thì bà đi tìm hụt cải thì người ta cho. Ở Ấn Độ thì người ta chủ yếu ta trồng cái hạt cải đó, cánh đồng bao la. Rồi là họ cho hụt cải rồi thì bà mới hỏi trong nhà này có ai chết chưa. Thì cái nhà nào cũng nó có người chết rồi.
không có ông nội, ông ngoại hoặc là cha mẹ, anh em gì đó, nhà nào cũng vậy. Thần chết không có từ bỏ bất cứ nhà nào. Chết đến trong muôn cuộc đời vậy đó. Đọc lại cái khổ, bốn khổ tiếp theo. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thân trầm. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế về chung quy trong năm mồ. Tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung là năm mồ vô chủ, ai mà viếng thăm, đúng không? Mình chết chừng 5 hay 5 là không ai đến thăm đâu. Có thể là 37, 21 ngày rồi thôi. Chùa thầy có cái nghĩa địa, thầy thấy là người ta mới chết là đi đám ra đông đảo nó vui lắm. Nhưng mà có một cái mộ sau đó 1 năm, 2 năm, 3 năm không thấy ai đến đó. Không có người nào đến đó. Tương lai huy hoàng của chúng ta là vậy đó. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Cái ý thầy muốn gửi các bạn cái thông điệp là gì? Là phải nhớ, thấy người chết biết mình rồi cũng chết, mà khi mình thấy người chết rồi mình chết rồi, tự nhiên mình tha thứ hết à. Mình sống mình tha thứ ngay. Các bạn muốn sống mà tha thứ, bao dung, hỷ xả, thì các bạn thấy mình chết và mọi người đều chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Bồ tôi sẽ chết. Bồ tôi sẽ chết. Mình nghĩ tới đó mình tha thứ được, mình tha thứ ngay. Mình tha thứ, đúng không? Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo, đời si mê bao thăng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Hết khóa tu về nhà đứng trước mặt bồ của mình nói còn bao lâu vô quan tài. Các bạn thấy Đức Thái Tử Siddhartha thấy được cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết thì mới tu được, mới thành Phật được. Ai thấy được cái sanh già đau chết thì người đó thành Phật. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Và thầy xin chúc mừng các bạn, mình nói cái chết nhưng mình sống. Mình biết rằng cái sanh lão bệnh tử, nhất là nói về cái chết, nhưng mà thật sự mình sống, mình đang sống tỉnh giác. Mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái sanh già đau chết đi theo. Hãy tập làm cầu thủ, chụp quả banh cuộc đời. Cuộc đời này là, đời là bể khổ mà. Mà tại sao đời là bể khổ? Tại vì đời là sanh, là già, là đau, là chết. Cha tiếp biết đúc kha sanh là khổ, cha ra biết đúc kha già là khổ, già đi biết đúc khăn bệnh là khổ, ma ra năng biết đúc khăn chết là khổ. Mà cái người nào thấy được cái sanh già đau chết là khổ thì người đó thành Phật. Ý tí đúc khăn bất cha na tí, dễ biết đây là khổ, sanh già đau chết là khổ, người gì ấy biết đây là khổ. Và tha phu tăng như thật như chân. Hôm nay các bạn là những người trẻ tuổi, thầy nói những điều này không phải dành cho người già, dành cho người trẻ. Để mình chuẩn bị cho cuộc đời của mình nó đẹp, và chuẩn bị cái sự ra đi của mình nó an lành. Đọc cho thầy. Sống qua ngày, chờ qua đời. Đúng không? Sống qua ngày,
chờ vô hòm. Sống qua ngày, chờ xuống mồ. Mình nghĩ được như vậy tự nhiên mình tu được, mình từ bi hỷ xả được. Mà cái mục đích của mình là từ bi hỷ xả, là chánh niệm trí tuệ. Mà muốn tu được những cái pháp đó thì mình phải suy nghĩ vậy. Trong 40 đề mục tu thiền thì có đề mục niệm hơi thở, có đề mục niệm Phật, có đề mục niệm sự chết, vân vân. Nên thầy muốn chia sẻ thêm vậy thôi. Các bạn chúng ta phải có trí tuệ để thấy cái gì. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tàn. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Câu này hay nhất mà thầy thích nhất. Người hứa, người thề, người lại quên. Cho nên đừng có tin vào cái lời hứa hay là thề của ai. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Tại sao họ quên? Mình phải thông cảm chứ. Trước đây họ hứa họ thề với mình, lúc đó mình có 45kg à. Bây giờ mình 70kg rồi thì họ quên là phải rồi. Cuộc đời này nó éo lè dữ lắm, nó nghiệt ngã dữ lắm. Trước đây đó mình hiền hậu, mình dễ thương, ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Bây giờ mình hiện nguyên hình là sư tử Hà Đông. Làm sao người ta có thể giữ lời hứa lời thề được, đúng không? Nó vậy đó. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Người đẹp, người xấu, rồi cũng hết. Cho nên các bạn nào mà xấu, yên tâm mà xấu. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, mà người xấu rồi cũng hết xấu. Mình cùng một bà con nhau. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, chết rồi. Người xấu rồi cũng hết xấu. Người đẹp đừng có cống cao ngã mạn, mình nghĩ là mình đẹp. Mà người xấu đừng có tự ti mặc cảm, mình nghĩ mình xấu. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết, yên tâm mà nghèo. Bởi người nghèo cũng chết, người giàu cũng chết. Cách đây khoảng 30 năm là có cái bộ phim là Người giàu cũng khóc á, nhớ không? Các bạn nghe câu này, phải tu mà. Tu là sao? Sửa như thế nào? Nghe. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Có hai chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Vậy mà các bạn muốn tu để có phước báo thì phải giả ngu. Có những điều mà mình không có can thiệp vô được. Có những điều mình cũng không phải là mình muốn là được đâu. Có một câu đó rất hay. Hôm qua tôi rất thông minh, tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Hôm nay tôi có trí tuệ, tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi mà thôi. Tu tức là thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình. Bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Bớt nhìn cảnh sắc trầm luân, cho đời thanh thoát tinh thần thăng hoa. Bớt nói những chuyện bất hòa, gia đình hạnh phúc nhà nhà thêm vui. Bớt mùi thương ghét trong tôi, bỏ đi tâm niệm bùi ngùi chán chê. Bớt vị thưởng thức no nê, vượt xa vọng tưởng trở về tĩnh tâm. Vui thay năm bớt trong tâm, an vui thanh tịnh xứng tầm thoát mê. Tức là bớt đi, bớt nghe, bớt nhìn, bớt nói, vân vân, bớt tiếp xúc. Các bạn có thấy những con khỉ mà nó bịt mắt, bịt tai, bịt mũi không? Có thấy không? Đó, tu theo cái cách đó thì tâm mình an lạc, hạnh phúc. Các bạn đi vào trong chùa tu thì đương nhiên những cái tập khí của mình, những cái tánh tình cũ của mình, những cái ham ăn, ham ngủ của mình nó vẫn còn. Nó còn không? Nhưng mà yên tâm, mình tu thì tu, mà những cái tánh tình cũ của mình nó vẫn còn rơi rớp, nó chưa hết, thì mình cũng chấp nhận.
còn hơn là mình không tu được. Các bạn nghe cái bài này rồi chúng ta kết thúc. Bài này mang tên là Lên Chùa Ngủ Gục. Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi con cũng ngu cho bằng được. Thầy có nói năng chi con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Người ta nói thà mình ngủ nó tốt hơn là mình thức. Nếu mình thức mà mình phiền não, mình quan cái, mình tham sân si thì ngủ tốt hơn hơn là thức. Còn nếu mình thức mà mình làm được việc lành việc thiện thì mình nên thức. Còn nếu thức mà mình quan cái, mình quán thù, mình giận hờn vu vơ, trách mẹ trách cha vân vân á, thì lúc đó là mình nên ngủ. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sông lên mây, đi vào trong coi mộng, để cuộc đời trôi sông. Các bạn mà không có tu, các bạn không thiết lập được cái lý tưởng của mình, cao quý của mình, thì cũng giống như một người, một cái xác chết mà nó trôi trên sông Hằng vậy thôi. 40 năm sau, thì nếu chúng ta không có thiết lập từ bây giờ cái việc tu hành, học hành của mình, thì 40 năm sau chúng ta cũng chỉ là bóng mờ sương khói mà thôi. Cũng chỉ là cái xác chết mà trôi dòng sông thôi. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ Hóc Môn. Mình ráng tu, nghĩ đến ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ đến thầy tổ, và gọi là bốn ân nghĩa cao quý, đó là ơn Tam Bảo, ơn cha mẹ, ơn đất nước và ơn chúng sanh vạn loại. Thầy mang ơn các bạn, bởi vì các bạn đã ngồi nghe thầy một tiếng 10 phút này, thầy mang ơn các bạn. Các bạn cũng mang ơn thầy vì thầy đến đây để giảng cho các bạn nghe. Mình mang ơn đất nước này vì đất nước này đã cho chúng ta một cái đất nước thanh bình để mà chúng ta được yên ổn đến đây tu hành. Và chúng ta mang ơn Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, mang ơn thượng tọa trụ trì, mang ơn chư tăng tại chùa Hoằng Pháp đã tổ chức một khóa tu trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ điều kiện để chúng ta có thể lưu trú ở đây một tuần lễ tu hành tinh tấn. Chúng ta cảm ơn tất cả. Thầy xin được kết thúc bài thuyết giảng sáng hôm nay. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thành tâm kính chúc thượng tọa trụ trì, chư tăng chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể quý vị trong ban tổ chức khóa tu, các khóa sinh, chúng ta cùng gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, tất cả đều thực thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.